Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 10 giờ sáng mai, 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tức là từ 100 đến 135 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109 đến 117 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Tại xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, mặc dù mưa đã giảm, nhưng hơn 500 nhà dân vẫn đang bị ngập từ 30cm đến nửa mét. Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Sau 3 trận lụt, 4 trận lụt liên tiếp, sau bao khó khăn trong chất đó cho hôm nay, không ngờ được lụt trở lại, cho nên thật là vất vả. Người dân hiện tại, cho nên thì phải làm răng chưa phải trọng treo. Hiện tại toàn huyện Hải Lăng có khoảng 3.500 hộ dân bị ngập lụt. Do ngập sâu, nhiều nơi phải cho học sinh nghỉ học từ chiều 11 tháng 11. Đợt lụt này là trận lụt thứ 6 liên tiếp tại huyện Hải Lăng trong mùa bão lũ năm nay. Toàn huyện có 5 người chết và 18 người bị thương, ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 250 tỷ đồng. Chính quyền và người dân Hải Lăng đang tích cực khắc phục ngay sau khi nước rút. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến chiều qua, mực nước trên sông Ô Lâu giáp Quảng Trị lên gần 3 mét. Hai hồ thủy điện lớn là Bình Điền và Hương Điền cấp tập xả lũ để đảm bảo an toàn và chuẩn bị đón bão số 13. Nhiều người dân không kịp trở tay dọn dẹp đồ đạc khi lũ lên cao. Cho đến chiều qua 12 tháng 11, rất nhiều khu dân cư thành phố Huế, cả nội thành lẫn ngoại thành, đường vẫn còn ngập từ 30cm đến nửa mét. Chiều qua 12 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện phát đi, trong đó chỉ đạo các cơ quan đơn vị gấp rút triển khai ứng phó với cơn bão số 13. Sáng ngày 12 tháng 1, không khí buồn bã bao trùm lên xóm nhỏ Phước Lý ven biển Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Tôm hùm lớn nhỏ đồng loạt chết. Không phải vài con mà lên đến cả vài chục ngàn con. 1 kg tôm hùm lên đến 800.000 đồng. Còn tôm đang ươm nuôi có giá 40.000 đồng một con. Vậy mà tôm to, tôm nhỏ, tất cả đều chết. Đầu tư 300 triệu đồng tiền giống để nuôi tôm hùm và nuôi hơn 1.000 con tôm thịt. Vậy mà sau lũ, gia đình chị Hà Thị Lợi ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu đã trắng tay. Khối tài sản tiền tỷ của hàng chục hộ dân bị mất trắng sau một đêm nước lũ đổ về, sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 12. Hiện tượng tôm hùm chết xảy ra từ ngày 11 tháng 11, khi nước lũ đổ dồn về vùng nuôi trên biển làm tôm sốc nước ngọt. Vừa triều cường á, vừa triều cường nhưng mà vừa là cái lượng mưa nó quá nhiều, thành thử cho nên nó là coi như... Chỉ riêng ở thôn Dân Phú 2, xã Xuân Định này, trong hơn 410 hộ nuôi tôm hùm thì đến trưa ngày 12 tháng 11, số tôm hùm chết đưa vào bờ lên đến 8,3 tấn. Đó chưa kể đến 1 tỷ con tôm hùm con đang ươm nuôi cũng sốc nước lũ chết hết. Thiệt hại nói chung hết luôn, không biết bao nhiêu là tính. Thiệt hại hết luôn à, còn người ta còn càng hơn gấp mấy lần mình nữa. Chết là kiểu như nước ngọt là nó chết hết. Cái biển lên tên mạch nước là 7 thước, chết hết. Trong các ngày 11 và 12 tháng 11, chỉ riêng một điểm thu mua trên đường vào thôn Dân Phú 2, xã Xuân Thịnh đã thu mua đến 6 tấn tôm hùm chết, nhưng với giá rất rẻ. Mua vô mình bán cho mấy người vậy cho để giờ tôm chết rồi giờ sao? Tổng số của hộ dân ở Dân Phú 2 thì 442 hộ nuôi tôm, trên cho 446 hộ mà thiệt hại là hoàn toàn. Đã nhất về tôm con mà chưa bỏ lòng được như thế đó thì hoàn toàn 100%. Còn cái về tôm mà sản phẩm được bán, tổng cái số lượng buôn qua mạnh mới nắm sơ khẩu thì khoảng 8 tấn 3. Đến 15 giờ chiều ngày 12 tháng 11, thống kê ban đầu của Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu, tôm chết gây thiệt hại gần 40 tỷ đồng. Sau cả năm lao đao vì ảnh hưởng của COVID-19, tới khi tôm hùm vừa lên giá thì lại mất trắng vì lũ. Người nuôi tôm hùm Phú Yên chỉ biết than trời.
Trong hơn 30 lồng nuôi cá của gia đình ông Nghiệp, 85% sản lượng cá đã bị chết trong tháng 10 vừa qua. Số còn lại hiện vẫn tiếp tục chết rải rác mỗi ngày. Ước tính của gia đình ông đã có khoảng 18 tấn cá bị chết. Trong số này có những loại cá giá trị cao như cá lăng, cá ngạnh, diêu hồng. Mọi thứ đều trở nên bất ngờ và không kịp trở tay khi thủy điện Hòa Bình xả lũ, khiến lượng oxy trong nước thay đổi đột ngột. Không thể tránh được, bởi vì mức nước Hòa Bình, ví dụ ngày mai xả hôm nay báo thì gia đình không trở tay kịp được. Thì số lượng cá của mình nó rất nhiều, không biết là đánh đi đâu, trở đi đâu. Không chỉ gia đình ông Nghiệp, trên dải sông Đà, nơi có hàng trăm hộ dân vùng hạ du nuôi cá lồng cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Hầu hết các hộ cá lồng ở đây đều vay vốn để sản xuất. Từ những chủ bè cá, giờ họ trở nên trắng tay và ôm nợ hàng trăm triệu đồng. Người dân lại không thể lường hết được những rủi ro khi phát triển kinh tế từ tận dụng mặt sông này. Có rủi ro gì thì cho gia đình chịu. Mà bảo là bắt đền với lại đền bù thì không có. Theo phòng chuyên môn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, do thủy điện Hòa Bình xả hai cửa đáy để xả lũ trong đầu tháng 10, làm mực nước sông Đà dâng cao chảy xiết, khiến hàng tấn cá lồng bị chết. Điều đáng nói, tình trạng này đã từng xảy ra năm 2017 khi hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ. Đơn vị này cho rằng chính quyền và ngành chức năng không khuyến khích vì nằm trong hành lang thoát lũ và không nằm trong quy hoạch của tỉnh, nhưng cũng có cấm cản người dân phát triển kinh tế. Vì thế, khi gặp rủi ro, người dân phải chấp nhận hoàn toàn. Đúng là như thế, bởi vì là trong hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mà trên sông như thế này ấy, thì là bà con là không thể nào mà gọi là đi yêu cầu nhà nước đền bù được. Bà con cũng nhận thức được điều đấy. Câu chuyện xả lũ của thủy điện Hòa Bình vừa qua một lần nữa cho thấy hài hòa lợi ích giữa một bên là thủy điện và sản xuất nông nghiệp là bài toán khó, cho dù hàng thập kỷ đã qua kể từ khi các nhà máy thủy điện ra đời. Trong khi việc cảnh báo của chính quyền và ngành chức năng về những rủi ro xả lũ mang lại không kịp thời, thì chính người dân nuôi trồng thủy sản phải ngậm đắng. Với tinh thần nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó, ngay từ sáng qua 11 tháng 11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, dân quân, các ban ngành đoàn thể và người dân huyện Đồng Xuân đã tập trung vệ sinh đường phố, thôn buôn, nhà cửa, chuồng trại để sớm ổn định cuộc sống. 150 cán bộ chiến sĩ với phương tiện đã được điều tới các vùng ngập sâu bùn đất, giúp dân dọn dẹp môi trường trở về nhà cũ, hạn chế dịch bệnh phát sinh. Tại thị xã Sông Cầu, nơi có nhiều khu vực bị ngập sâu đến 3 mét, từ đêm 10 tháng 11 đến sáng ngày 11 tháng 11, nước lũ nhiều khu vực đã rút. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu và hai đồn biên phòng Xuân Đài, Xuân Hòa đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, đào vét bùn đất ở các trường học, ủy ban nhân dân các xã, phường, các tuyến giao thông, thu dọn cây gãy đổ, nhà cửa bị hư hại do bão số 12 gây ra. Hiện nay, nước trên thượng nguồn sông Ba vẫn về mạnh, nên các hồ thủy điện, thủy lợi trên lưu vực này tiếp tục điều tiết xả lũ với tổng lưu lượng từ 4.500 đến 5.900 mét khối một giây, nhằm đảm bảo hệ số an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão số 13, dự báo sẽ đổ bộ trong những ngày tới. Do vậy, mực nước lũ trên các sông hiện vẫn duy trì ở mức báo động 1, báo động 2. Con đường liên thôn thuộc xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, giờ đây đã bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt thôn xóm. Nước lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 5 mét. Toàn bộ hệ thống tường rào của trường tiểu học Cẩm Duệ cũng bị nước lũ đánh sập. Nhà dân là bị trút lở, là có nghĩa là nhiều đoạn đường là bị cắt đứt, không đi được. Nhà cửa là bị sập hết cả, có tài sản của nhà dưới trong nhà là trôi hết, không có cái gì dùng là hết cả. Còn tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, địa phương cũng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi mưa lũ vừa qua. Nhiều công trình nông thôn mới cũng bị tàn phá. Hệ thống kênh mương, đường liên thôn, trạm bơm thủy lợi bị lũ khoét sâu, hư hỏng nặng. Điều đáng nói, những công trình này nằm trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các địa phương với nguồn vốn tương đối lớn, nay cũng trở về số 0. 2007 là về đích trực 2 năm, nhưng trong những cái tiêu chí đó thì có những tiêu chí cũng đến nay là đã cản đi chơi, nhưng lại có vẫn có bị tụt xuống.
anh em đang cố gắng tập trung, cấp ủy đảng chính quyền đang tập trung mà cố gắng để là nhằm kêu gọi sự đầu tư và có đóng góp của con em xa quê để hỗ trợ để phấn đấu là cuối năm nay là thể là về xây dựng nâng cao. Hiện thời điểm này là tiếp tục là khó khăn. Hiện nay thì các địa phương và huyện cũng đã tập trung cao trong cái việc là triển khai sửa chữa máy móc, rồi đề xuất và bố trí nguồn kinh phí để từng bước sửa chữa các cái hạ tầng bị hư hỏng. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã hoàn thành mục tiêu và về đích, nhưng bị phá hủy trong chốc lát. Còn với người dân vùng lũ, họ vẫn đang phải trông chờ vào nguồn cứu trợ của nhà nước và các nhà hảo tâm. Việc huy động nguồn vốn đóng góp xây dựng nông thôn mới có lẽ là bất khả thi, nhất là khi họ vừa trắng tay sau lũ.